Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Hà Nội yêu cầu cho từ chức thay thế cán bộ năng lực và uy tín thấp. Quý vị thân mến, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức vi phạm. Phó Thủ tướng thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 30 ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo đó, kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận số 21, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, thành phố Hà Nội yêu cầu nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức công vụ làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trước Đảng, nhà nước và nhân dân, kiên quyết chống biểu hiện bè phái cục bộ địa phương lợi ích nhóm. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc thẳng thắn, tự soi, tự sửa, gắn kiểm điểm tự phê bình cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân đối với khuyết điểm của tập thể. Có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế, kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích. Kế hoạch nêu rõ, tăng cường kiểm tra kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của các cán bộ. Kịp thời miễn nhiệm cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Thực hiện nghiêm việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng tiêu cực. Một biện pháp nữa, thành phố Hà Nội yêu cầu đổi mới nội dung, các phương thức lãnh đạo chỉ đạo và lối làm việc. Và về lối làm việc của các cơ quan đơn vị, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương tinh thần phục vụ dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm đạo đức công ty, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước cao cấp. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tập trung thanh tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường kiểm tra người đứng đầu thực hiện trách nhiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực, cùng với đó tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Triển khai quyết liệt thường xuyên toàn diện công tác thanh tra chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực. Xử lý kiên quyết kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng gây thất thoát lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng tiêu cực. Vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói gì? Thưa quý vị, Tổng thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bến Tre, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội về thị trường chợ đen mua bán trao đổi ngoại tệ. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định thị trường chợ đen mua bán trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận. Vì vậy, mọi giao dịch mua bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là pháp luật, không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm giao dịch là hợp pháp, hợp lệ. Về vụ việc chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay, theo pháp lệnh ngoại hối và các văn bản pháp luật liên quan khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng. Cùng với đó, tổ chức tín dụng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ, ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Đồng thời, tổ chức tín dụng phải báo cáo số lượng chuyển tiền thông qua hệ thống báo cáo thống kê các giao dịch có giá trị lớn. Khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền, giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt mức giá trị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương cũng phải báo cho Ngân hàng Nhà nước. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thông tin từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục nhận các báo cáo. Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt. Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng nhớ, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để điều tra làm rõ. Trước đó, Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1985 ở quận Tây Hồ, Hà Nội cùng hai bị can khác bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Theo tổ chức năm 2012, theo truy tố năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật, 41 tuổi, quê Quảng Ninh. Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để tiền thông qua doanh nghiệp, để tiền thông qua bao doanh nghiệp và 8 công ty ma do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái, Quảng Ninh để thực hiện các phi vụ chuyển tiền. Từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền lên đến 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, khi đó thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng. Ông Lê Thái Sâm, người cho FLC vay 621 tỷ đồng là ai? Thưa quý vị, trong báo cáo tài chính vừa mới được công bố, công ty cổ phần tập đoàn FLC bất ngờ xuất hiện khoản vay 621 tỷ đồng với một cá nhân là ông Lê Thái Sâm, bốn hợp đồng vay tín chấp có thời hạn 12 tháng, lãi suất 7% một năm, được thực hiện giải rác từ tháng 4 đến tháng 6 để bổ sung và thanh toán cho các hợp đồng của FLC Finance. Ông Lê Thái Sâm sinh năm 1964, chính là một trong ba thành viên hội đồng quản trị mới của FLC, được bổ nhiệm tại phiên họp ngày 2 tháng 7. Ông Sâm cũng là đại diện cho một nhóm cổ đông mới. Theo bản lý lịch trích ngang mà FLC công bố, ông Lê Thái Sâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TP.HCM. Theo kịch bản lịch trích ngang mà FLC công bố, ông Lê Thái Sâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TP.HCM năm 1986, có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính, ngân hàng. Ông Sâm cũng được giới thiệu là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có vốn kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Bên cạnh đó, ông Sâm có nhiều quan hệ hợp tác đối với các quỹ đầu tư, các tổ chức tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Được biết, vị tân thành viên Hội đồng Quản trị FLC từng là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DAC, mã chứng khoán DAG. Ông Sâm công tác tại DAC từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 5 năm 2012, trước khi có đơn từ nhiệm vụ lý do tập trung thời gian cho công việc doanh cá nhân. Lập trung thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân, ngoài ông Sâm, FLC còn nhận khoản vay tín chấp khác với quy mô hơn 180 tỷ đồng từ công ty cổ phần tập đoàn Homeliday được thành lập vào năm 2019, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản BSS Group, doanh nghiệp hoạt động trong mảng tư vấn phát triển bất động sản và quản lý bán hàng. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, FLC có 1.534 tỷ đồng giá trị vay ngắn hạn, tặng hơn 166 tỷ đồng so với đầu năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Hà Nội OCB Hà Nội, theo đó, thanh toán xong 573,3 tỷ đồng. Dư nợ vay dài hạn của FLC cũng giảm mạnh, xuống còn 1.380 tỷ đồng tại ngày 30 tháng 6 so với mức 3.296,3 tỷ đồng tại ngày 1 tháng 1. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội, Sacombank Hà Nội đã thu hồi xong toàn bộ 1.240 tỷ đồng nợ vay của FLC. Sacombank thu hồi được 600 tỷ đồng nợ vay dài hạn của FLC. Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, FLC đạt 1.661,2 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng xấp xỉ 40% cùng kỳ và lỗ sau thuế 1.105,7 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 63,5 tỷ đồng. Thiếu giáo viên trầm trọng, Quảng Nam chuẩn bị tuyển dụng hơn 1.400 chỉ tiêu. Thưa quý vị, điểm mới của kỳ thi viên chức giáo dục năm 2022 là đăng ký chỉ tiêu đến từng bộ môn của từng trường trung học phổ thông. Trước đó, vào cuối năm 2021,
Địa phương này cũng đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục với hơn 2.100 thí sinh dự thi, cạnh tranh 1.955 chỉ tiêu, trong đó 1.363 giáo viên, 518 trường mầm non, 845 tiểu học và 592 nhân viên trường học. Tuy nhiên, số lượng giáo viên tuyển được trong kỳ thi tuyển lần này vẫn không đáp ứng nhu cầu dạy học tại các trường, nhất là khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, qua số liệu thống kê, tổng hợp từ các địa phương, các trường học trực thuộc Sở, thì nhu cầu tuyển dụng giáo viên của cả tỉnh năm 2022, trừ thị xã Điện Biên Bàn và huyện Nam Trà My là 1.425 giáo viên và 201 nhân viên trường học, trong đó bậc mầm non là 319 giáo viên, bậc tiểu học là 731 giáo viên, bậc trung học cơ sở là 306 giáo viên và bậc trung học phổ thông là 69 giáo viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 năm sẽ bắt đầu thu nhận hồ sơ, đến tháng 10 thi tuyển vòng 2 và đến cuối tháng 12 công bố kết quả trúng tuyển. Điểm mới của kỳ thi viên chức giáo dục năm 2022 là đăng ký chỉ tiêu đến từng bộ môn của từng trường trung học phổ thông. Ngoài Điện Bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thi riêng, tổ chức kỳ thi riêng là Nam Trà My và thành phố Tam Kỳ. Trước đó, ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương về kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục năm 2022. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo nhu cầu tuyển dụng của các địa phương trường học, ông Tân chỉ đạo việc thực hiện thi tuyển giáo viên phải được triển khai theo nguyên tắc thiếu là tổ chức thi như nhiều năm qua tỉnh này đã ghi được. Tỉnh cũng thống nhất bậc trung học phổ thông, đăng ký chỉ tiêu thi đến từng trường, các cấp học, còn lại theo từng địa phương, nguyên tắc tuyển đảm bảo đúng quy định chất lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương cần rà soát lại thực tế đội ngũ để có con số chỉ tiêu tuyển dụng chính thức báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh thống nhất chủ trương địa phương nào đủ điều kiện có văn bản đề nghị được tổ chức thi riêng, còn lựa chọn công việc ở đâu là quyền của người trúng tuyển. Ngoài ra, ông Tân cũng đề nghị Sở Nội vụ và các địa phương kiểm tra, siết chặt việc thuyên chuyển giáo viên, tránh tình trạng thừa thận, tránh tình trạng nơi thừa vẫn nhận về, nơi thiếu vẫn cho đi. Đối với kiến nghị của các địa phương về tình trạng thiếu giáo viên hiện nay do số học sinh tăng, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ ra soát lại đội ngũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có phải tháo gỡ các nguyên tắc có học sinh là phải có giáo viên. Liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên theo một kỳ thi riêng khác với kỳ thi do tỉnh tổ chức, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn đã ban hành thông báo số 320 về tuyển dụng nhân viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 353, gồm 340 chỉ tiêu giáo viên và 13 chỉ tiêu nhân viên. Người tham gia tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện chung cũng như điều kiện cụ thể và trình độ, đào tạo bồi dưỡng hình thức tuyển dụng và xét tuyển viên chức theo hai vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển, ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển. 2. Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết trong thời gian 180 phút.